Fun fact, bạn có biết rằng mỗi giây sẽ có một đứa trẻ chết vì đói không? Kể từ khi bắt đầu video tới giờ thì đã có một, à không, hai, ba đứa trẻ tèo rồi đấy. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng mẹ thiên nhiên không có đủ đồ ăn cho tất cả mọi người. Nếu như hôm đó không đủ đồ ăn là tại vì thằng bạn của tôi đi ăn buffet đấy. Thôi cái thằng này nó béo lắm rồi, chọc nó cái nữa là nó phát nổ đó. Dù sao thì mỗi năm nước Mỹ lãng phí hơn 60 triệu tấn đồ ăn. Bạn có hiểu được là con số đó nó lớn như thế nào không? Nếu như mỗi ngày bạn ăn 2kg thì bạn sẽ tốn 30 tỷ ngày. Hoặc một ngày nếu như đó là bạn của tôi. Thật ra trái đất có thể cung cấp cho chúng ta môi trường sống lý tưởng ít nhất là 1 tỷ năm nữa, trước khi nó nóng tới nỗi làm bay hơi đại dương và phát nổ. Lý do thực sự mà bây giờ vẫn có người chết vì đó là tại vì vấn đề vận chuyển. Ví dụ như bạn đặt một cái hamburger của KFC và sau khi đợi 2 tiếng đồng hồ thì shipper nhắn cho bạn: anh ơi, em bị bão cuốn ra ngoài Thái Bình Dương rồi, anh hủy đơn và đánh giá 5 sao giúp em nhé. Lỡ như bằng cách nào đó mà shipper có thể vượt qua những cơn bão và đến trước cửa nhà bạn, nhưng mà không ngờ là ở đó người ta đang tặng nhau kẹo đồng. Hiểu đơn giản là người ta không nhận được đồ ăn là tại vì thiên tai và chiến tranh. Sau khi Thế chiến thứ hai hủy diệt 3% dân số của thế giới, đã có một làn sóng hướng đến sự hợp tác quốc tế để tránh những xung đột leo thang. Và đó chính là cách mà Liên Hợp Quốc ra đời. Kể từ đó tới giờ thì chúng ta chưa thấy Thế chiến thứ ba, và hy vọng là còn lâu nữa. Thế chiến thứ ba thì chúng ta sẽ dùng bom hạt nhân, nhưng mà thế chiến thứ tư thì chúng ta sẽ dùng gậy và đá, giống kiểu như là tôi chỉ sinh vào thế giới đồ đá vậy đó. Tuy nhiên sau khi thành lập Liên Hợp Quốc thì hai thế lực mạnh nhất bây giờ sẽ ra chiến tranh lạnh. Cả hai cứ khịa khịa nhau chứ chẳng ai muốn đánh nhau, vì họ đã ký một hiệp ước đạo loại như vậy: ta mà bầm mắt thì mày sẽ gãy chân. Thế là thay vì cầm súng bắn nhau thì họ cầm cái bút lên và bắt đầu trash talk nhau ở trên mọi nền tảng, kiểu giống như là vợ của bạn đi. Hỏi thì em không giận đâu, nhưng mà hôm đó nồi canh của bạn có 50% là muối. Thế nên mình đã nghĩ, sẽ ra sao nếu như chỉ có một quốc gia, liệu chiến tranh có còn tồn tại nữa hay không? Nhưng mà trước tiên thì, chiến tranh là gì? Cục đá của tao to hơn, mẹ của mày to hơn. Thời nay thì lý do nó phức tạp hơn như vậy. Mảnh đất này là do ông cha tao dựng nên, tao đến đây là để đòi lại đất. Theo bằng chứng lịch sử 400 năm trước thì, mẹ mày báo. Chúng ta có thể tóm gọn một vài lý do như sau. Ví dụ như là làng của bạn bị hết nước đúng không? Bạn phải qua làng bên cạnh để xin đểu nhưng mà tụi nó không cho. Thế là chúng ta sẽ có một lễ hội vuốt má tập thể. Hoặc đơn giản là bạn chỉ ghét thằng bên cạnh tại vì nó là thằng bên cạnh. Hoặc tôi thấy là bạn vẽ đường biên giới hơi bị lệch nha. Bạn bị Parkinson hả? Tôi vẽ thẳng như thế này rồi mà anh còn bảo công hả? Anh thích gây chuyện à. Hoặc có thể là trên bàn chỉ còn một miếng pizza cuối cùng nhưng mà không ai chịu nhường ai. Sau một hồi thì chẳng ai còn răng để ăn cả. Nếu như bạn muốn biết thêm về chiến tranh thì bạn có thể đọc thêm tài liệu, hoặc là hỏi những người già xung quanh bạn, hoặc là các bạn có thể đi qua quán cà phê và kiếm cái bàn có nhiều người già nhất. Ở đó thì người ta sẽ hay bàn chuyện chính trị à. Tôi là không có quyền dạy ai về cái vấn đề phức tạp này hết. Nhưng mà nếu như các bạn thử nghĩ thì những biên giới thực sự không tồn tại. Biên giới chỉ là một khái niệm mà người ta đặt ra nhờ những hiệp ước, hoặc là đấm người ta để bắt buộc họ ký hiệp ước. Ước gì mới lãnh đạo quốc gia làm một trận rap battle thay vì chiến tranh đẫm máu ha. Ê yo, đất nước của mày coi vờ lờ, thích ăn chay hả? Để tao ship cho mày hao quả nấm. Vậy sao? Đất nước của mày còn béo hơn cả quả nấm Fat Man của mày nữa. Ôi, nếu như bạn là Weibo thì có hai quy tắc mà bạn phải nắm. Thứ nhất, không được để người khác biết. Thứ hai, phải chơi tựa game choãn nhau cực căng, chém hồn đã chiến Soul War. Với đồ họa chất lượng, hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn, bạn không cần phải mang kính 3D. Làm toán thì tôi có thể chọn random, nhưng mà chơi tựa game chiến lược như thế này thì tôi bắt buộc phải dùng não của mình. Nhưng mà anh Lợi, anh làm gì có não? Ý của bạn là sao? Sao phải học tiếng Anh để hội nhập quốc tế trong khi bạn có thể dơ tài khoản chám hồn đại chiến Soul War của mình thì ai cũng quỳ xuống muốn xin kết bạn với bạn. Với đội ngũ lập trình viên 3 tháng chưa gặp gia đình, luôn cập nhật những kỹ năng độc đáo riêng biệt cho mỗi nhân vật trong game. Với hơn 200 nhân vật, bạn có thể nhắm mắt chọn đại mà vẫn có tướng hay để chơi. Chiến thuật tôi cái là bạn chưa nghe điều đó bao giờ. Nhưng để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt của chám hồn đại chiến, bạn phải tập làm quen dần đi. Không phải lo thất nghiệp vì hệ thống nhiệm vụ đa dạng của những thần chết sẽ khiến bạn dán mặt vào màn hình. Bạn xếp đồ hình theo kiểu nào? Bô láo hay là ngại ngùng? Đây không phải là trò chơi đưa bạn vào một khuôn mẫu nhất định mà cho phép bạn thể hiện phong cách riêng. Thắng hay thua thì tôi không hứa đâu. Hãy dùng link ở phần comment và mô tả để tải game và nhận ngay nhân vật cấp SSR, UR, USR để bắt đầu hành trình kỳ diệu của bạn trong thế giới của chám hồn đại chiến Soul War. Bây giờ thì trở lại với video. À, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài vũ trụ. Bây giờ nếu như các bạn nhìn từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ không thấy một đường biên giới nào cả. Chúng ta đơn giản chỉ là một lũ khỉ chuỗi lông sống ở những khu vực khác nhau thôi. Ủa cái gì kìa? Wow, có lẽ biên giới là có thật. Sẽ ra sao nếu như chúng ta bỏ qua mọi hiềm khích, mọi sự khác biệt và chung tay với nhau thành lập một quốc gia? Nếu như mà không có biên giới nữa thì chúng ta đâu có lý do gì để đấm nhau đúng không? Mẹ mày báo. Wow, chưa thằng này.
thằng này đáng bị đấm. Nghe có vẻ như là chúng ta đã đạt được hòa bình thế giới. Và việc chúng ta cần làm đó chính là lấy toàn bộ văn hóa, tiền tệ, chính trị và quăng chúng vào một nồi lẩu thập cẩm. Riêng việc này thì đã rất khó rồi. Nhưng mà nếu như bạn làm được thì nó sẽ khiến cho bạn bị tiêu chảy và phát nổ, giống như là tài khoản YouTube chung của gia đình bạn vậy đó. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi bố hỏi: thằng nào tìm gái Marat 18 cộng vậy hả? Vào thế kỷ 11, những người dân sùng đạo ở châu Âu kiểu: này anh bạn, chúng ta phải đòi lại vùng đất thánh, nơi mà Chúa Giêsu đã biến H2O thành C2H6O. Họ mặc những bộ giáp sáng bóng với thập giá ở giữa và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục Jerusalem, nơi ở hiện tại của những người đạo hồi. Nó giống một bộ phim dài tập có tên là Chúa của tao mới là hàng thật, và một trận chiến lớn đã xảy ra giữa hai tôn giáo. Tuy nhiên, trong quá trình đó thì phe thập tự chinh là Thiên Chúa giáo đó có vài con chiên đi lạc, và bằng cách nào đó mà họ đám nhau với lại Constantinople, kinh đô của đế quốc La Mã, nơi mà ai cũng theo đạo Thiên Chúa, không biết tại sao nữa. Sau những lần đi lạc và vất vả của mình thì họ đã chiếm được Jerusalem, nhưng mà chỉ được thời gian ngắn và bị xếp thẳng về nhà. Bây giờ thì các bạn hãy tưởng tượng một căn phòng có hai tôn giáo khác nhau. Mình thấy là anh em trong nhà còn chém nhau để giành quyền thừa kế. Thế bạn nghĩ xung đột giữa vài triệu người thì sẽ ra sao? Giả thuyết của mình á là sau một thời gian ở cạnh nhau thì những người cùng một nền văn hóa sẽ tập hợp lại với nhau, giống như phố người Việt ở bên Cali vậy đó, hoặc là phố người Nga ở Vũng Tàu, hoặc là cộng đồng những người tin trái đất hình con cu. Có nghĩa là dù cho bạn có trộn họ lại với nhau thì sau một khoảng thời gian, những người chung chí hướng sẽ tự tách ra thành những nhóm riêng. Họ sẽ tuyên bố độc lập và tạo nên đất nước cho riêng mình. Trái đất sẽ lại có thêm nhiều đất nước và chiến tranh sẽ lại xảy ra. Thế nên có lẽ việc này chỉ có thể giúp chúng ta mang lại hòa bình trong thời gian ngắn và sẽ tạo thêm những cuộc chiến còn đẫm máu hơn nữa. Như bạn biết thì biến đổi khí hậu không phải là chuyện đùa, trừ khi nó ở trên kênh của mình. Biến đổi khí hậu là gì? Tất nhiên là mình sẽ không nhồi vào đầu bạn một cuốn sách như là Giáo viên địa. Hiểu đơn giản như sau: mặt trời là một cái lò đốt khí hydro và tỏ năng lượng ra mọi hướng. Trái đất chỉ nhận được 1/1 tỷ khối năng lượng đó, mà khi phần năng lượng đó đến bề mặt trái đất thì khoảng 30% sẽ bị phản chiếu ngược lại ra vũ trụ. Nhưng khí tỏ ra từ nhà máy điện, xe ô tô hay là chiếc Dream 30 năm tuổi của bạn sẽ làm cho bầu khí quyển dày hơn, và nguồn năng lượng đó sẽ khó bị phản chiếu ra ngoài, khiến cho cả trái đất nóng lên. Ui, đừng có lo, mình đâu có bảo bạn là bỏ chiếc xe cũ kỹ đó và đi bộ 30 cây số mỗi ngày để đi học đâu. Chỉ cần bạn đừng dùng năng lượng lãng phí là được. Nếu bạn có dịp qua Bắc Kinh ở Trung Quốc thì mình sẽ tài trợ cho bạn bộ đồ này. Sau đó đi ra đường và hít một hơi vào là bạn sẽ bị ung thư phổi luôn. Mỹ và Trung Quốc là hai đất nước tỏ ra khí ô nhiễm nhiều nhất thế giới. Có một lần thì bọn họ đã ngồi lại với nhau và hứa sẽ cùng nhau dọn dẹp những cái thứ mà mình đã xả ra. Nhưng mà la 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 la, dọn dẹp thật là vui. Ây dâu, what the fuck. Thế nên nếu như chúng ta cùng một đất nước thì thằng nào cũng phải dọn hết. Hồi xưa thì mình đã có một ý tưởng làm ăn cực kỳ tuyệt vời, đó chính là mua một đống pin năng lượng mặt trời rồi để trên mái nhà, vừa có điện dùng mà vừa có dư để bán cho người khác nữa. Cho tới khi mà nhìn thấy giá pin chắc là phải tốn 3 đời để trả số nợ mà mình gây ra. Elon Musk có nói rằng chúng ta có thể cung cấp năng lượng cho toàn nước Mỹ nếu như chúng ta dùng pin năng lượng mặt trời và lắp đầy 25.000 km². Nói cách khác, chúng ta sẽ phải dùng 2 tỉnh là Nghệ An và Quảng Ninh chỉ để lắp pin năng lượng mặt trời. Mình biết là các bạn sẽ nghĩ yeah, nếu như mà trái đất chỉ có một ngôn ngữ thì chiều nay mình có thể trốn học thêm tiếng Anh rồi. No 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 no. Nếu như bạn có dịp ra ngoài Nghệ An thì bạn sẽ biết rằng mọi chuyện nó không có ngon ăn như vậy. Cho anh đặt cốc nước chè đi thịt trụ hay có cái số hè với cái là cho đời lạc anh nhớ đưa Nga mùm với cả cho anh để coi mọi thấy. Mình bắt xe đi hết rồi ta. Không lẽ là bọn họ bán mình qua Trung Quốc rồi? Mình nghĩ khả năng cao là mọi người sẽ vẫn nói tiếng mẹ đẻ của mình ở trong cộng đồng của họ. Bạn có thể qua phố người Việt bên Mỹ, chẳng ai nói tiếng Anh cả. À, do neo sao ugly. Ugly của bà nội cha mày. Tuy là một đất nước, nhưng do bị phân cách bởi địa lý nên là những người ở trong một khu vực kiểu gì cũng sẽ phát âm khác nhau. Sau 4 năm thế hệ thì có lẽ những ngôn ngữ lớn như là tiếng Anh nè, tiếng Trung nè, tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn, chúng sẽ được trộn lại với nhau và biến thành ngôn ngữ phổ biến. Mình học ngành công nghệ nên là ngày nào cũng phải đọc những bài báo tân tiến của thế giới ha. Khó như chó vậy đó. Bây giờ hãy tưởng tượng nó viết bằng tiếng Ả Rập. Đây là công thức chế mì tôm hả? Nếu như mà không có rào cản ngôn ngữ thì có lẽ nền văn minh chúng ta sẽ đi lên còn nhanh hơn cả những rapper. Thằng anh tao đi lên. Yeah. Thằng em tao đi lên. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tạo ra những làn sóng văn hóa mới. Âm nhạc sẽ được viết bằng những ngôn ngữ mà ai cũng hiểu. Tại sao điều này quan trọng? Bạn đã bao giờ nhảy theo nhạc tiếng Nhật mà không đọc lời chưa? Và tin mình đi, bạn sẽ không muốn hàng xóm người Nhật của bạn nghĩ rằng bạn là một tên sát nhân máu lạnh. Còn về giáo dục thì có lẽ con cháu của chúng ta có thể nói được 3-4 ngôn ngữ gì đó khi học lớp 5. Theo lễ thường tình thì thằng nào bự nhất trong lớp sẽ có được miếng bánh to nhất. Nhưng giáo viên sẽ xuất hiện và nói đạo lý và ai cũng có phần. Thế nên mình nghĩ rằng luật lệ được tạo ra là để bảo vệ những kẻ yếu. Nói nôm na thì theo lý thuyết, khi mà chúng ta ở chung một đất nước, thay vì Mỹ chiếm 1/3 tài sản của toàn thế giới thì bây giờ họ sẽ nghèo đi rất nhiều và chúng ta sẽ giàu hơn một chút. Nhưng mình cho rằng là kịch bản này không khả thi. Tại vì ở trong Việt Nam nói riêng thì chúng ta đã thấy được cái sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt.
mình rất hay thường xuyên gặp phải những cái bài viết đăng đồ ăn, và phải nói là một dĩa mì tôm của họ nó còn nhiều hơn tiền ăn một tháng của mình. Hoặc là bạn có thể thấy được là những tỉnh miền Trung phải chịu lũ lụt và ăn mì tôm qua ngày. Mình nghĩ là có hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là trở ngại địa lý, kiểu như là bạn muốn ship đơn không đồng cho khách nhưng mà bạn phải vượt qua 3 ngọn đồi và 6 cơn sóng thần vậy đó. Thứ hai, người ta rất là keo kẹt. Bây giờ bạn kêu mình góp 1 triệu cho anh em miền Trung thì ok, được thôi. Nhưng mà mình sẽ không bảo đảm rằng là thằng bạn của mình sẽ làm y hệt, trong khi tôi chỉ lấy vừa một miếng bim bim thôi mà nó nhìn tôi sắc như dao vậy đó. Ngoài ra thì còn vấn đề ăn chặn nữa, cái này thì ai cũng biết rồi. Người thì bị dân mạng cà khịa, người thì đi tù. Phan Anh ơi, em Phan Anh. Về mặt kinh tế thì thằng em họ của tôi sẽ không thể nào lên mặt tại vì nó có tiền Mỹ nữa. Vì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chung một đơn vị tiền tệ. Chúng ta sẽ không còn đau đầu vì giá ngoại tệ lên xuống bất chợt. Nhưng đổi lại nó sẽ rất là khó để xác định giá trị của tiền tệ chung này. Đơn giản là tại vì tiền tệ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ như là dầu, vàng. Mà giá của dầu và vàng thì mỗi nơi nó lại khác nhau nữa. Sao nghe tôi giống như mấy ông già vừa uống cà phê vừa nói chuyện chính trị vậy? Mà nhắc tới chính trị thì chúng ta sẽ có một nhà nước chung, nhưng mà nó sẽ giống như kiểu được ăn cả ngã về không. Nếu như bạn có một hệ thống lãnh đạo tốt, ok, chúng ta có thể tạo ra thiên đường ở trên trái đất, nơi mọi người vỗ mông nhau để chào và không ai bị đánh. Nhưng lỡ như Hitler là người lãnh đạo thế giới thì sao? Ôi, thằng này nó nhìn đéo mình hả? Muốn đấm nó ghê á. Ủa khoan, mình có thể mà. Hả, cái gì vậy trời? Mình biết là mình mù nhưng mà thấy đen vậy là. Mình không muốn cho bạn hy vọng đâu, nhưng mà nếu như mọi người không bị visa ngăn cản thì khả năng của bạn có bồ sẽ cao hơn. Nhiều khi mình muốn bỏ lại tất cả và qua châu Phi làm chồng của 7 cô vợ ấy chứ. Thường thì người châu Phi da đen, người châu Âu thì da trắng, còn người châu Á thì da vàng đúng không? Người ta ước tính rằng khoảng 10.000 năm nữa thì mọi đặc điểm của loài người sẽ được phân bố đều cho nhau. Kể như là thay vì da trắng, da đen, da vàng gì đó thì bạn sẽ lấy trung bình của nó và tạo ra một màu da... hơi nâu nâu hả? Sau đây là khuôn mặt trung bình của tất cả mọi người, không có giới tính và có mọi đặc điểm của mọi chủng tộc. Có nghĩa là bây giờ bạn không thể nào phân biệt chủng tộc được nữa, không thì bạn sẽ tự đá vào mồm. Hầu hết thì tất cả những vấn đề của loài người là tại vì họ đấu đá lẫn nhau vì người kia khác tôn giáo, hoặc là họ có thứ gì đó mà mình muốn, hay đơn giản là thằng kia nhìn đểu bạn. Mình cho rằng ý tưởng một quốc gia khá tồi tệ tại vì nó chẳng thay đổi được gì cả, hoặc là nó sẽ không tồn tại được lâu. Lỡ như năm đó bạn bầu cử nhằm cho Hitler chuyển sinh, hắn ta sẽ biến trái đất thành một quả cầu lửa, nhiều người sẽ đứng lên chống lại hắn. Ta-da! Và chúng ta sẽ có thêm nhiều đất nước. Nên việc có nhiều đất nước là lẽ thường tình rồi. Ở trong lớp còn có việc chia băng chia phái cơ mà. Nhưng mà nhờ sự cạnh tranh đó mà con người chúng ta mới phát triển được. Giống như là bạn phải học giỏi hơn con nhỏ bạn ghét vậy đó. Nếu như không có Thế chiến 2 thì Mỹ sẽ không lên mặt trăng, vệ tinh sẽ không được phát minh, và bạn sẽ bị lạc trong rừng vì không có GPS. Ok, và đó chính là sẽ ra sao nếu như trái đất chỉ có một đất nước. Đừng ngại comment quan điểm của bạn ở bên dưới và chúng ta có thể đấm nhau. Bây giờ thì hãy ra bên ngoài chạm cỏ, hoặc có thể xem những video khác của mình ở bên trái và bên phải. Bây giờ thì bye bye.